thùng nó bị bể hay gì á. Bị nước nó sao chảy gì hả? Anh ơi, có biết gì đâu mà. Giờ nó dễ nó mặn trong Bình Thạnh hả? Nếu mà bây giờ đó, tới khoảng một khối nước á. Tâm lít trở lại ha. Thay vì bơm xuống đây ha là thôi không quay luôn. Dạ. Cho không hạt á, biết bán. Này nè. Nhưng mà bị ảnh hưởng hạn mặn nè. Chú lộn nữa không?
con này. Rồi tao rồi lắm đi chú. Đi tới luôn chú. Dở lên vậy hả? Dạ, đi dở nó sốc lên giống như là chuẩn bị ấy mà. Coi như mình chủ nhìn, chú đâu có nhìn chú làm đi. Làm gì đâu có tới được cầu chơi vô. Mất hắn rồi. Chắc cả 11 giờ. Sáng giờ con xuống đây tụi nó giờ con thấy mắm lắm. Trước kia còn làm gì nữa. Giờ giờ anh có về phòng nhập viện không? Dạ anh đợi anh xíu nha. Tí mình tụi. Hồ không có miếng sống như một bức tranh luôn. Nước nó rồi nước đó luôn đi nha. Khoảng ngưỡng 2.000 là chết, còn vừa thì khoảng 5.000.
sách đó. Về quê đâu? Đến Sài Gòn luôn. Xanh đi trước cả thì nói ổng có nắng quá hả chú? Chú có mấy cái bớt đi chú coi chú nó chú mới luôn chú coi một coi rồi. Mưa để nó hồi đó mình trước nhưng mạch được ngầm nhưng mà giờ không uống được nữa đâu à, nhưng mà ở còn mấy cái dạ. Mấy cái can này này mới chở nước à. Đang đất hả? Đang đất hả? Đi băng qua đó xuống tới liền. Chưa sửa nhà được rồi cái nó gọi thì đủ nước tưới mà cái rau sống chưa héo quá trời. Thank you.
sao nữa. Nó mới ăn được. Rửa nữa. Ở đâu có gì vậy? Nghe bắt hay là bên bắt ai đánh dỗ không? Mà nay mấy máy này hết rồi. Máy này là ở đâu nè? Cái này là hôm đó đổi nước. Đổi nước. Nước này cũng cứng rồi. Bao nhiêu? Này cũng cứng lắm. Cái bên con được. Đây là nước đó. Ở đây thì cái máy này, hai mặn thì thành ra mình để rửa. Đó, thăm mấy cái luôn. Rồi đổ vô đây chút. Rồi được rồi, tiết kiệm. Ít không? Vậy là còn nhiều. Nửa sôi cũng được. Đây rồi mình không cột lại ha. Đổ nước vô.
đứng giờ mấy cái đứng đó giờ mấy. Rồi. Cho con xíu đây. À, chú nói chuyện lại, chú nói chuyện thêm một xíu nữa. Con lên luôn cho nó. Các cái kia phải gánh thì con máy con thấy máy suốt. À nhiều. À đi nói sao quan đi còn chừng nào. Chừng nào cắt. Cái này đứng còn được dài không? Nó đứng lửng à. Cái này đâu có gì. Vậy bữa này không biết. Thì tôi nghĩ là cái rơm của tôi còn khá hơn chú mà ngược lại mà mặt vào một cái thằng. Đi nhìn phía trước á. À. Đi đi anh đi đi. Có xúc hồ không? Có. 2 năm xúc một lần. Dạ. Đây là cái mắm bơ. Bây giờ về là phải xử lý cái cây được, xử lý là cái cây thôi. Mỹ Duyên, cái gì Mỹ Hòa họ? Lê Thị Minh Duyên. Dạ, không có nữa.
lại đây lấy nước nè, nước cứu mãi không có tính tiền. Lại đây lấy nước nè, cứu mãi. Qua có đoạn sao? Sao?